clip này rap về 300 clip này list ra nha. Giờ tới quân với kiên. Alo alo, tao hỏi trước là mày rap về vừa trước, mày cho tao trắng y như là phô mai. Tao chửi mày hôm nay, tao chửi mày là chó chắc chắn, điều đó là không sai. Tụi mày thấy tao vẫn còn đang chơi, tất cả khán giả thì nên tin thay. Lúc mà mày lặn lội rửa bát ở đó, mỗi mày vẫn đỡ tao hơn rap cùng Minh Lai. Thank you.
Anh em tao có chơi và xung quanh anh thang ngói bao nhiêu chú ngủ. Hôm nay tao chơi dặn bùi ra khơi. Ok bao nhiêu cái đó không có đối thủ. Trên side phía tay anh là máu. Mấy thằng nhỏ kia anh không cấu. Dẹp ra để anh em kiếm tiền. Hôm nay tao chơi và không giữ tính hiền. Yeah, real shit ở trong con ca và tao respect. Anh đây làm mình like. Hôm nay tao vẫn còn chơi gặp ngoài đời anh quá là ngon trai. Hôm nay tao vẫn chơi và rap lại reo đi qua nên tao thấy hơi ồn. Hôm nay tao còn chơi và rap và tao gặp mình like tao thấy nó buồn chồn. Yeah, yeah. Trong đó tao nhảy muốn